chào ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn thí sinh có mặt trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2023 ngày hôm nay. Con xin chúc ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị khán giả và các bạn thí sinh một lời chúc nồng nhiệt nhất. Con tên là Nguyễn Hoàng Lê Vi, đến từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Và ngày hôm nay, Lê Vi xin đề cập đến một vấn nạn rất cần được quan tâm trong xã hội, đó chính là bạo lực ngôn ngữ mạng. Bạo lực ngôn ngữ mạng là hành vi sử dụng ngôn ngữ quá giới hạn nhằm đe dọa, xúc phạm một người nào đó. Vậy có bao giờ các bạn đã bị bạo lực ngôn ngữ mạng chưa? Có thể bạn đang chính là nạn nhân, là người thân của nạn nhân, thậm chí bạn còn có thể là một trong những kẻ khủng bố tinh thần người khác trên mạng Internet. Trong thời đại 4.0 hiện nay, để trở thành những kẻ bắt nạt qua mạng là rất dễ. Họ tụ tập thành một đám đông, tag bạn bè, đồng minh vào comment, lập các group anti. Họ chỉ trích một ai đó chỉ vì người đó có lời nói có phần khiếm nhã, chỉ vì một khuyết điểm nào đó và chỉ vì họ là người đồng tính. Những người bị bạo lực ngôn từ, họ đã phải chịu những gì? Có người đã rơi vào trầm cảm, thậm chí là tự tử chỉ vì những lời nói đắng cay của các bạn. Bạo lực ngôn ngữ mạng, những cuộc hành hung không đổ máu, dừng lại ngay những hành vi bạo lực ngôn ngữ mạng. Đây không phải là sân chơi của các bạn. Các bạn không có quyền hoành hành như ở nhà mình. Mọi hành động đều phải trả giá, cũng như sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Một nhà văn pháp đã từng nói, người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ. Vậy giới trẻ hiện nay chúng ta nên làm những gì để ứng xử và ứng phó với các nạn bạo lực ngôn ngữ qua mạng? Chúng ta nên rèn luyện kỹ năng nâng cao ngôn ngữ, nói và viết, đọc thêm nhiều sách về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình, và đặc biệt là chúng ta cần có khả năng chắt lọc thông tin. Khi ta rơi vào vấn nạn bạo lực ngôn ngữ mạng, ta cần bình tĩnh, báo cáo và nhờ sự trợ giúp từ gia đình, nhà trường, các nền tảng mạng xã hội và các tổ chức liên quan. Lê Vi mong rằng tất cả chúng ta ở đây không ai là nạn nhân của bạo lực ngôn ngữ mạng. Các bạn có đồng ý với mình không ạ? Lê Vi xin cảm ơn. Và Lê Vi xin cảm ơn. Một lần nữa Lê Vi xin cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị khán giả và các bạn đang tham gia vì đã lắng nghe mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ, nãy giờ con đã chia sẻ về bạo lực mạng, đúng không nào? Ngôn từ mạng. Con có thể nêu một vài cách hạn chế được không? Cách hạn chế. Dạ, cách hạn chế là chúng ta... Cách hạn chế. Dạ, cách hạn chế là chúng ta không... Ta cần phải suy nghĩ trước khi bình luận một thứ gì đó, vì phía bên kia màn hình cũng là những con người, cũng như người thân, bạn bè của chúng ta, và chúng ta nên đối xử nhẹ nhàng với nhau. Hay quá. Cảm ơn con rất là nhiều. Lê Vi năm nay học lớp mấy? Dạ, năm nay con học lớp 8. Lớp 8 đây là rõ ràng là về lập luận, về thông tin, về mọi thứ thì sẽ lớn hơn các em rồi. Nãy giờ thì các em toàn là học cấp 1 thôi. Thì con học cấp 2 thì chắc chắn là con sẽ có những phần trình bày, phần lập luận, rồi chia sẻ sẽ cứng cỏi hơn. Nên là khi con xuất hiện thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt với các em phía trước một chút xíu. Lý do tại sao hôm nay con thi mà không thi từ ngày hôm qua? Dạ, thì hôm qua con có tham gia, con coi